Xin chào các con, hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện có tựa đề là Trí Khôn. Một hôm, hổ ra bìa rừng dạo chơi. Nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người nông dân bé nhỏ đang cày ruộng. Con trâu to lớn, béo mập kéo cày đi trước. Lâu lâu, trâu lại bị người nông dân quất roi vào mông, giục trâu kéo nhanh lên. Hổ lần la đến gần trâu, cất tiếng hỏi: "Này, anh trâu, sao anh to lớn thế kia, lại phải kéo cày cho người?" "Anh cứ để cho người nhỏ bé kia điều khiển à?" Trâu liền đáp: "Người nhỏ bé nhưng lại có trí khôn." Hổ hỏi anh trâu: "Trí khôn là gì hả?" Trâu trả lời: "Anh đến hỏi người thì sẽ rõ." Hổ mòm men đến hỏi người nông dân, hồn nhiên cất tiếng hỏi: "Này bác cho tôi biết, cho tôi xem cái trí khôn của bác được không?" Suy nghĩ một lát, bác nông dân cười, nói với hổ: "Trí khôn tôi để ở nhà mất rồi." Hổ cố nài nỉ. Bác vui lòng về nhà lấy trí khôn đem ra đây cho tôi xem có được không? Bác nông dân có vẻ do dự, toan đi về nhưng ra vẻ thật thà nói: "Tôi về nhà, nhỡ anh ăn mất con trâu của tôi thì sao? Hay là thế này, anh để tôi trói tạm anh vào gốc cây, để tôi được yên tâm đi về nhà lấy trí khôn đặc biệt cho anh xem nhé." Nghe bác nông dân nói vậy, hổ vui lòng để bác nông dân trói lại. Trói chặt hổ bằng dây thừng, rồi người nông dân lấy bắp cày đánh hổ. Bác vừa đánh vừa nói to: "Trí khôn của tao đây, trí khôn của tao đây." Hổ quằn quại kêu rống lên. Trâu nhe hàm răng cười ngặt nghẽo. Người nông dân lại lấy rạ chất vào người hổ mà đốt. Lửa cháy đùng đùng, hổ quằn quại. Bộ lông vàng của hổ bị cháy loang lổ. Lửa thì cháy dây thừng. Hổ chạy tháo thần vào rừng. Trâu thấy vậy nhe răng cười, bị ngã hàm răng trên bập vào đá gãy hết. Từ đó trở đi, lông hổ thì vằn vện, còn trâu thì chỉ còn lại một hàm răng dưới như ngày nay. Răng trên đã bị gãy nên không còn. Câu chuyện Trí Khôn của cô đến đây đã kết thúc. Các con hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những bài học cũng như những mẫu câu chuyện từ cô. Cuối cùng, tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.